nó lại hay ở cái điểm là chương trình mới nó ghi rất rõ, chứ còn chương trình cũ thì lại ghi không rõ. Thầy nói kỹ cho các em nhé, trong chương trình mới của em có một điều đặc biệt, đó là với một của chúng ta thì hiện thí nghiệm theo bước như sau cho các phát biểu sau. Đấy, đây vẫn là phản ứng ester hóa. Tại bước 2 xảy ra phản ứng ester hóa. Bước 2 đúng rồi, đun sôi. À, đây là đun cách thủy nhé, cho ống nghiệm vào nồi nước sôi, đây là phương pháp cách thủy. Được chưa? Tại bước 2 xảy ra phản ứng ester hóa đúng. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp, đúng rồi, đây chỉ cần cho vào 10 ml nước lạnh thôi là cái thằng ester nó đã giảm độ tan trong nước. Là ngay lập tức là ta đã thấy rằng là hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp chưa? Tách thành hơi lờ nhờ, đúng không? Nhưng mà vẫn là được. Tại sao lại vậy? Tại vì thế này, nó lại hay ở cái điểm là chương trình mới nó ghi rất rõ, chứ còn chương trình cũ thì lại ghi không rõ. Thầy nói kỹ cho các em nhé, trong chương trình mới của em có một điều đặc biệt, đó là ở bên trong sách giáo khoa chương trình mới có ghi một điểm cực kỳ thú vị về ester, đó là các ester thì có khả năng tạo thành liên kết hydrogen với lại nhau và với nước. Được chưa? Nhưng mà cái liên kết này yếu thôi, dẫn đến là các ester này thường ít tan trong nước hơn hẳn so với acid và alcohol. Cái này nó khác so với lại sách giáo khoa chương trình cũ là ghi là ester là không tan trong nước. Đấy, và trong này nó còn có thêm cái câu là các ester có phân tử khối thấp. Đấy, như methylformate này, ethylformate này, ethylacetate này thì tan được một phần trong nước. Đấy, các bạn phải nắm kỹ. Thì nói cái gì các bạn phải nhớ đấy nhá. Mà nếu mà quên phải ghi lại. Bởi vì cái điều này thì nó dẫn đến cái điều là đấy, phải ngâm vào trong 10 ml nước lạnh. Thì khi ngâm vào nước lạnh nó giảm độ tan. Nước nóng thì nó tăng độ tan, nước lạnh nó giảm độ tan, như các bạn đi pha cốc nước đường vậy. Các bạn mà ngày xưa thầy đi pha nước đường thú vị lắm. Thầy pha nước đường mà thầy định làm nước đường. Thầy bỏ đá vào trước, thầy bỏ đường vào sau, xong uống nó nhạt thèo. Mãi sau này lớn lớn lên, tự mình tìm hiểu à mình muốn pha nước đường ngọt mình phải cho nước nóng hòa tan đường trước thì nó tăng độ tan lên, sau đó mình mới cho đá vào uống. Đấy, khổ thế đấy, không có kiến thức khoa học các bạn nhá. Thì nước lạnh nó làm giảm độ tan, được không ạ? IC có thể thay nước lạnh trong cốc 3 của dịch NaCl bão hòa, đúng, bởi vì là cái thằng nước lạnh làm giảm độ tan, mục tiêu của chúng ta làm giảm độ tan là ta nhìn rõ thấy cái phân lớp nó nổi lên trên. Thì tương tự như vậy NaCl bão hòa cũng giúp cho chúng ta để quan sát được rõ cái thằng cái phân lớp của thằng hỗn hợp ester và cái hỗn hợp còn lại. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín. Đây là alcohol isoamylic và acetic acid thì sẽ tạo thành iso amin acetate, đúng không? Thế đúng rồi. 2 4 nặc có vai trò xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng chính xác. Ồ đúng hết, 1 2 3 4 5 nhá, 5 nhận định đúng, đáp án đúng là chúng ta đáp án gì?